Hello, xin chào mừng mọi người đã trở lại với giấc mơ kỳ lạ của bà Granny, phần 3. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện cô bé lọ lem. Nếu mọi người quên chuyện gì đã xảy ra trong phần 2 thì xin hãy xem lại phần trước dùm tôi nha, ahihi. Ủa, tôi tưởng chuyện tóm tắt câu chuyện là nhiệm vụ của ông chứ. Tự nhiên ông kêu khán giả xem lại tập trước là sao? Đúng, nhưng mà tôi làm biếng tóm tắt quá, ahihi. Ok, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện nào. Một tuần đã trôi qua, bà lọ lem rất hào hứng về buổi party sắp tới. Nhưng có một vấn đề là cô ấy không có váy để mặc. Thôi chết rồi, buổi party là tối hôm nay rồi, nhưng mình vẫn chưa có váy nữa. Làm cách nào mà mình có thể tìm thấy một bộ váy ngay bây giờ đây? Wow, đẹp quá, con may bộ váy này cho bà à. Ồ, thế à, sao cũng được, miễn là có váy để cho bà mặc dự tiệc là được rồi. A few moments later. Bây giờ chúng ta sẽ lén đi nha con, nên cố gắng đừng gây ra tiếng động. Kẻo bà mẹ kế biết được thì mệt lắm. Khoan đã. Mày tính đi đâu đấy, lọ lem? Dạ, con đi đến buổi tiệc mà nhà vua tổ chức. Làm xong công việc nhà hết chưa mà đi? Dạ, con làm xong hết rồi. Nếu mẹ và em đã sửa soạn xong xuôi rồi thì cả ba chúng ta đi đến hoàng cung chung luôn cho vui. Ok, vậy cũng được. Mẹ, con không muốn chị lọ lem đi chung với chúng ta đến bữa tiệc đâu. Mẹ làm gì đi, nếu không thì con sẽ không thèm lấy hoàng tử đâu. Ơ, cái con điên, nếu mày không lấy thì tao lấy, mắc mớ gì. Ok, con chờ đó đi, để mẹ tính. Lọ lem, con có thể đi theo, nhưng trước khi chúng ta đi, để mẹ chỉnh lại trang phục cho con. Có vết bẩn ở trên váy của con đấy, con đứng yên nha, để mẹ chùi nó cho con. Khoan đã, tại sao hai người lại xé váy của con? Đừng mà, a hu hu. Giờ sao đây, bà không thể đi đến buổi party khi không có váy được, a hu 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 hu. Này con, vì sao con khóc? Ông tiên ơi, con. Ông đoán là bà mẹ kế ác độc và đứa em kế hỗn láo đã xé chiếc áo đầm duy nhất của con. Và bây giờ con ước gì có một cái khác để mặc đi dự tiệc chứ gì. Làm sao mà ông biết rõ thế? Có phải ông đã theo dõi con không? Ta là ông tiên mà, chuyện gì mà ta không biết, hô hô hô. Ok được rồi, để ta biến tặng cho con một cái áo đầm dự tiệc khác, còn đẹp hơn hai mẹ con đó. Ồ, wow, cái đầm ông biến ra còn đẹp hơn cái đầm mà con chuột này tặng cho con nữa. Con cảm ơn ông tiên nha, ông đúng là vị cứu tinh của đời con, a hu hu. Được rồi, con không cần phải cảm ơn ta đâu, trách nhiệm của ta là giúp đỡ những người tốt bụng mà, dù ta có muốn hay là không. Ok, vậy thôi, ta đi đây. Khoan đã, ông tiên, làm thế nào mà con có thể đi đến hoàng cung đây? Bây giờ cũng khá trễ rồi, hay là ông biến ra cho con một chiếc siêu xe đi, để con chạy đến đó. Mày đòi hỏi, bờ lờ ra. Ok, theo ta ra ngoài sân đi. Bây giờ ta sẽ biến ra cho con một phương tiện di chuyển để giúp con đến hoàng cung kịp thời gian. Ồ, đây là cổ xe ngựa trong truyền thuyết được biến ra từ trái bí ngô đây sao? Đúng vậy, con hãy sử dụng cổ xe ngựa đó để đến hoàng cung đi. Dạ được, con cảm ơn ông tiên lần nữa nha, a hi hi. Ok, bây giờ xong chuyện rồi phải không? Ta đi đây. Nữa hả, hết con lọ lem, rồi đến mày, nói gì thì nói lẹ đi, tao có hẹn đi xì pa rồi.
mày là con ngựa đấy. Thôi ta đi thật đây, đừng kêu ta lại nữa nha, nếu không ta tát chết, a hi hi. A few moments later. Sau khi được ông tiên giúp đỡ, thì lọ lem cuối cùng cũng đã đến hoàng cung, kịp thời gian. Ok, vậy bà vào trong trước nha. Hoàng tử ơi, em đến với chàng đây, a hi hi. Meanwhile. Thôi chết rồi, mình quên nói với lọ lem, là phép thuật của mình, chỉ có tác dụng cho đến 12 giờ đêm thôi, còn sau đó thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Thôi kệ mẹ đi, nó có thể tự lo liệu chuyện đó, a hi hi. Cơ mờ, dù mình biết là người đóng vai hoàng tử, là lão già này, nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng vờ lờ. Này tiểu thư, nàng dường như không cảm thấy vui, khi nhìn thấy ta thì phải. Thì chứ còn gì nữa. Nè, chúng ta đang ở đoàn phim đấy, bà muốn gì thì về nhà nói, đừng có mà kiếm chuyện ở đây. Nếu tôi không thích thì sao, ông làm gì tôi? Ủa, hai người sao không đối thoại đi chứ? Đứng nhìn nhau làm cái quái gì? Không chịu đâu, tôi muốn đóng với một anh đẹp trai cơ, chứ không phải với ông già, xấu xí này. Đạo diễn ơi, ông trừ lương bà Granny. Thôi mà, tôi nói đùa đấy, gọi đạo diễn làm gì? Bây giờ, tôi diễn đây, a hi hi. A few moments later. Nàng có muốn nhảy cùng ta một điệu không? Được, nhưng mà ta không biết nhảy. Không sao, ta sẽ hướng dẫn cho nàng. Trời ơi, đây có lẽ là một điệu nhảy chán nhất mà tôi từng xem. Chắc tôi sẽ không bao giờ nhận lời mời quay trở lại đây lần nào nữa quá. 3,000 years later. Mới đây mà đã 12 giờ đêm rồi, ta nghĩ là nàng chắc cần phải về nhà vì cũng đã muộn rồi. Đờ cơ mờ, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Hồi nãy tới giờ cứ nhảy vòng quanh cái đài phun nước hoài, mệt gần chết. Được rồi, cảm ơn hoàng tử đã dành thời gian khiêu vũ cùng ta. Ta phải đi đây. Surprise, motherfucker. Lọ lem, tại sao mày lại ở đây? Tao đã bảo là mày không được phép đi đến bữa tiệc rồi mà. Tại sao mày lại còn mò đến hoàng cung hả? Dạ, con xin lỗi mẹ, để con giải thích. Không có nói nhiều, theo tao về nhà nhanh lên, rồi tao sẽ xử mày. À, hoàng tử, tôi có một đứa con gái khác, còn đẹp hơn con lọ lem nữa. Có gì thì add Facebook của nó nha. A hi hi. Ok, chúng ta đi về thôi lọ lem. Có chuyện gì vậy bà Granny? Bọn con vừa mới về nhà và nghe bà hét toáng lên trong lúc ngủ. Đờ cờ mờ, bà vừa mới mơ thấy bà là lọ lem và đang khiêu vũ với hoàng tử. Rồi tự nhiên quần áo của bà biến mất hết luôn. Như vậy hả, bà Granny? Đờ cờ mờ, cái quái gì vậy? Mơ trong mơ à? Perfect.